Vào lúc 9 giờ sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại du thuyền Ninh Kiều. Tình huống cháy được giả định khi du thuyền Ninh Kiều đang vận chuyển trên 200 khách trên sông lúc cách bờ khoảng 500 mét thì bốc cháy. Nguyên nhân do nhân viên nấu ăn bất cẩn gây cháy tại bếp và ngọn lửa lan ra ngoài. Ngay khi phát hiện, nhân viên hô to báo cháy và thông báo cho tổ chữa cháy trên du thuyền sử dụng bình và dụng cụ chữa cháy ban đầu kết hợp cứu người bị nạn, đồng thời thông tin cho các lực lượng có liên quan. Ngay sau đó, các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều đã có mặt tại hiện trường để triển khai phương án chữa cháy trên sông kết hợp cứu người bị nạn. Buổi thực tập trong tình huống phương tiện tàu bị cháy lúc triều cường dâng cao, qua đó nâng cao kỹ năng phối hợp chữa cháy tại chỗ giữa các đơn vị trong xử lý tình huống cháy khi đang lưu thông trên sông.